Ukraine gần đây sử dụng xe lội nước BTS-2 sản xuất từ những năm 1980 để đưa thiết giáp vượt sông Dnieper phục vụ chiến dịch phản công. Những hình ảnh trên mạng xã hội tuần trước cho thấy thiết giáp Hoover xuất hiện ở khu vực gần làng Rinki, bên bờ đông sông Dnieper tại mặt trận Kherson, cho thấy lực lượng Ukraine đã đưa được khí tài do Mỹ sản xuất này vượt sông phục vụ chiến dịch phản công. Trong khi đó, các lực lượng Nga được cho là đang nỗ lực tuyển mộ các cựu thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner trở lại chiến trường ở Ukraine, trong bối cảnh tình hình chiến sự chưa có dấu hiệu lắng dịu. Tất cả sẽ có trong chương trình Thế giới tiêu điểm ngày hôm nay. Trước khi bước vào phần tin tức, xin kính mời quý vị hãy bấm đăng ký kênh để giúp chúng tôi tiếp tục lan tỏa thông điệp. Mới đây, những hình ảnh được công bố cho thấy xe chiến đấu bộ binh BTR-4 của Ukraine được chở qua sông Dnieper, dường như là bằng xe lội nước BTS-2 sản xuất từ những năm 1980. Việc đưa được những thiết giáp này qua sông có vai trò quan trọng, giúp lữ đoàn thủy quân lục chiến số 38 Ukraine đánh chiếm đầu cầu ở bờ sông Dnieper, duy trì và mở rộng bàn đạp này trước hỏa lực Nga. Đây được coi là lý do giúp lữ đoàn 38 bám trụ bờ đông sông Dnieper và thậm chí còn kiểm soát làng Rinki. Gần đó, trong 10 giờ sau cuộc đột kích vượt sông hôm 19 tháng 10, theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW trụ sở tại Washington, Mỹ. BTS-2 là phiên bản nâng cấp của dòng BTS, sử dụng khung gầm xe bánh xích MTT, hệ thống truyền động của xe tăng T-64, động cơ 720 mã lực của xe tăng T-72. Xe có trọng lượng 24 tấn, có thể chở theo 75 lính hoặc một thiết giáp. Nó có tốc độ di chuyển nhanh và dễ ẩn nấp, khó bị phát hiện trong lúc vượt sông. Quân đội Ukraine ước tính sở hữu khoảng 15 chiếc BTS-2 trước thời điểm xung đột với Nga bùng phát. BTS-2 là loại phương tiện cũ, không đẹp mắt, song lại rất hữu dụng với kiểu chiến dịch mà lực lượng Ukraine hiện tiến hành ở sông Dnieper, chuyên gia quân sự David Isaac của Forbes nhận định. BTS-2 có tải trọng khoảng 12 tấn, nhưng chiếc BTR-4 mà nó chở qua sông có trọng lượng tới 17 tấn. Có lẽ vì tính khẩn cấp của chiến dịch, lực lượng Ukraine đã mạo hiểm dùng BTS-2 chở vượt quá trọng tải, bất chấp những nguy cơ có thể xảy ra, chuyên gia này cho biết. Theo AC, việc chiếm được bàn đạp ở bờ sông Dnieper là điều kiện tiên quyết để Ukraine có thể mở cuộc phản công mới ở phía nam, xuyên qua các cánh đồng và đầm lầy ở Kherson, hướng tới bán đảo Crimea, nhằm duy trì động lực cho chiến dịch phản công. Dù BTS-2 là phương tiện hiệu quả để vận chuyển xe thiết giáp vượt sông, giới quan sát cho rằng quân đội Ukraine vẫn phải xây cầu phao, cầu giả chiến để có thể đưa các dòng xe hạng nặng có khối lượng lên tới hơn 40 tấn như xe tăng qua sông Dnieper nếu muốn đẩy mạnh đà phản công. Khác với phương tiện chuyên chở cơ động như BTS-2, các cầu phao được dựng ở vị trí cố định, trống trải và rất dễ bị đối phương phát hiện, phá hủy bằng máy bay không người lái UAV, chiến đấu cơ hoặc pháo. Để đối phó nguy cơ này, Trung đoàn cầu phao số 808, lực lượng xây cầu giả chiến giỏi nhất, lâu đời nhất của Ukraine, gần đây tích cực luyện tập cách lắp cầu vào ban đêm và không phát ra tiếng động. Sau khi cầu giả chiến được lắp trong đêm, các mũi tấn công Ukraine có thể vượt sông trước lúc mặt trời mọc để hạn chế nguy cơ bị phát hiện. Nếu xe tăng Ukraine bắt đầu xuất hiện ở bờ đông sông Dnieper, đó là dấu hiệu cho thấy Trung đoàn 808 đã hoàn thành nhiệm vụ với sự hỗ trợ của cả xe lội nước BTS-2, AC cho biết. Ukraine tiết lộ chiến thuật phản công Nga vào mùa đông. Lực lượng Ukraine sẽ cố gắng cắt đứt chuỗi cung ứng của lực lượng Nga khi thời tiết lạnh giá đến và đẩy họ khỏi Ukraine. Volodymyr Firto, người phát ngôn lực lượng lục quân Ukraine cho biết, thời tiết sẽ đóng vai trò trong hoạt động tác chiến quân sự. Nếu trời bắt đầu mưa, máy bay và UAV tấn công sẽ ít được triển khai hơn. Phương tiện quân sự, thiết bị cũng khó di chuyển hơn. Tuy nhiên, pháo vẫn sẽ được sử dụng nhiều như lúc này, ông dự đoán. Nhiệm vụ chính của Ukraine sẽ là cắt đứt chuỗi cung ứng của lực lượng Nga, kể cả trên mặt trận và sau tiền tuyến. Nếu chúng tôi có thể làm vậy, tôi cho rằng thời tiết mưa gió và lạnh giá sẽ giúp chúng tôi đẩy Nga khỏi Ukraine, ông nói. Lực lượng Ukraine đang sử dụng thông tin dự báo thời tiết từ các đơn vị khí tượng thủy văn của lực lượng vũ trang để lập kế hoạch, chuẩn bị và tiến hành các hoạt động chiến đấu.
giống như họ đã làm trong chiến dịch phản công thành công ở Kharkov và Kherson vào năm 2022. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 12 tháng 11 cảnh báo rằng người dân nước này nên chuẩn bị cho làn sóng không kích mới của Nga vào các cơ sở hạ tầng phía Kiev khi mùa đông tới gần. Ông cũng dự đoán Nga sắp mở một cuộc tấn công dữ dội vào mặt trận miền đông. Một phát ngôn viên quân đội cho biết các cuộc tấn công của Nga vào thị trấn Avdiivka ở Donbass đã giảm bớt nhịp độ trong ngày qua, nhưng có khả năng sẽ tăng cường trong những ngày tới. Cảnh báo của ông Zelensky được đưa ra sau khi Nga tiến hành cuộc tấn công tên lửa đầu tiên vào Kiev trong 7 tuần qua. Chúng ta đã đi được gần nửa tháng 11 và phải chuẩn bị cho thực tế là đối phương có thể tăng số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hoặc tên lửa vào cơ sở hạ tầng của chúng ta. Ông Zelensky nói, Nga đang chuẩn bị cho việc tấn công Ukraine. Và tại đây, ở Ukraine, mọi sự chú ý nên tập trung vào quốc phòng bằng mọi cách mà Ukraine có thể làm để vượt qua mùa đông và cải thiện năng lực của binh sĩ, ông nhấn mạnh. Mùa đông năm ngoái, Nga đã tiến hành các làn sóng tấn công vào nhà máy điện và các cơ sở liên quan tới mạng lưới năng lượng của Ukraine, gây ra mất điện trên diện rộng. Bộ trưởng Năng lượng cơ mình Goluschenko cho biết Ukraine sẽ có đủ nguồn năng lượng để vượt qua mùa đông. Nhưng nói thêm, câu hỏi đặt ra là các cuộc tấn công trong tương lai có thể ảnh hưởng đến nguồn cung cấp đến mức nào. Ông Goluschenko cũng cho rằng, nếu Nga tấn công cơ sở năng lượng của Ukraine, Kiev có quyền tập kích cơ sở dầu khí của Moscow như một đòn trả đũa. Các quan chức Ukraine tuần trước cho biết, Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng của Ukraine 60 lần trong những tuần gần đây, dấu hiệu cho thấy một chiến dịch tấn công có thể đã được tiến hành. Nga tuyển mộ cựu thành viên Wagner trở lại chiến trường Ukraine. Theo New York Times, chiến lược này của phía Nga được thực hiện trong bối cảnh họ đang cố gắng tránh một đợt huy động khác và khơi dậy năng lực chiến đấu tiềm năng của nhóm lính đánh thuê nổi tiếng này. Sau cuộc binh biến thất bại, chớp nhoáng của họ hồi tháng 6 và sau đó là việc ông chủ Zelensky Rikosin bị tai nạn thiệt mạng. Cũng theo nguồn tin, bốn cựu tù nhân Nga từng chiến đấu với Wagner ở miền đông Ukraine cho biết đã nhận được các cuộc gọi và tin nhắn đề nghị ký hợp đồng quân sự mới trong những tuần gần đây. Trong khi đó, ba người khác cho biết họ đã được đặc biệt khuyến khích gia nhập Rosgvardia, lực lượng vệ binh quốc gia được quân sự hóa của Nga. Wagner đã chính thức trở thành một đơn vị của Rosgvardia. Một cựu chiến binh Wagner nhận được tin nhắn tuyển dụng vào tuần trước cho biết. Hiện không thể xác thực được thông tin này, nhưng nó xuất hiện trong bối cảnh Rosgvardia nỗ lực hơn nữa để thể hiện vai trò kế nhiệm Wagner, một lực lượng bán quân sự nổi tiếng với số lượng lên tới hàng chục nghìn thành viên trên khắp ba châu lục vào thời kỳ đỉnh cao. Wagner đã đóng vai trò dẫn đầu trong chiến dịch kéo dài hàng tháng của Nga nhằm giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở miền đông Ukraine. Việc Nga thành công trong chiến dịch này hồi tháng 5 đã mang lại chiến thắng quân sự quan trọng cho Moscow trong hơn một năm giao tranh. Nhiều mâu thuẫn cá nhân giữa người sáng lập Wagner, Zelensky Rikosin và các chỉ huy quân sự cấp cao của Nga đã lên đến đỉnh điểm ngay sau đó. Khi ông Rikosin bất ngờ nổi loạn vào tháng 6 và điều hàng nghìn quân tham gia một cuộc hành quân thất bại vào thủ đô Moscow. Sau cuộc nổi loạn, ông Rikosin và những người trung thành với mình sống ở nước láng giềng Belarus, nhưng ông vẫn tiếp tục đi khắp nước Nga để quản lý công việc của mình ở đó. Vào tháng 8, ông và các chỉ huy thân cận nhất thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay ở miền trung nước Nga. Ông Solotov, cựu vệ sĩ và hiện là người đứng đầu Rosgvardia, được xem là được hưởng lợi lớn nhất sau sự sụp đổ của Wagner và ông chủ Prigozhin. Trước chiến tranh, Rosgvardia chủ yếu bảo vệ các sự kiện công cộng và giải tán các cuộc biểu tình. Nhưng khi xung đột bùng nổ, quân của họ đã đến Ukraine để tham chiến. Ngay sau đó, cuộc nổi loạn của Wagner, ông Solotov tuyên bố Rosgvardia sẽ nhận được vũ khí hạng nặng, loại thiết bị mà Wagner từng được cấp để chiến đấu. Một nhân viên khu vực giấu tên của Rosgvardia xác nhận, lực lượng này gần đây đã thành lập một lữ đoàn đặc biệt để tiếp nhận các cựu tù nhân từng chiến đấu cho Wagner. Các cựu thành viên khác của Wagner dường như đã gia nhập đơn vị chiến thuật Akhmat của Rosgvardia, có trụ sở tại khu vực Chechnya phía nam nước Nga. Truyền hình nhà nước hồi đầu tháng này đã công bố một đoạn video có nội dung chiếu một buổi huấn luyện của các cựu thành viên Wagner, những người hiện đang phục vụ cho Akhmat ở Ukraine. Chúng tôi đã giữ nguyên hoàn toàn mọi thứ, một võ sĩ mặc đồng phục của Wagner và Akhmat nói trên kênh truyền hình RT. Chúng tôi vẫn giống như trước đây. Những tuyên bố trong video hiện không thể được xác minh độc lập.
Nhưng số phận của một cựu binh Wagner như vậy cho thấy nỗ lực của Akhmat nhằm chiêu mộ các cựu thành viên nhóm quân sự này. Quân đội Nga, một đối thủ khác của Rofaria, cũng đã tìm cách thu hút các cựu binh Wagner thêm một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng nước này. Ngay sau khi ông Prigozhin thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gặp một trong những chỉ huy cấp cao nhất còn sống của Wagner và một thứ trưởng quốc phòng để thảo luận về việc thành lập các đơn vị tình nguyện mới trong lực lượng vũ trang Nga. Nga chuẩn bị sản xuất tiêm kích chiếu tướng. Tập đoàn quốc phòng Nga chuẩn bị sản xuất những tiêm kích Checkmark chiếu tướng đầu tiên sau khi tiếp nhận phản hồi từ khách hàng tiềm năng. Nhiều thay đổi được áp dụng trong dự án tiêm kích hạng nhẹ Checkmark chiếu tướng, dẫn đến điều chỉnh thời điểm diễn ra chuyến bay đầu tiên. Tập đoàn quốc phòng Nga Rostec thông báo hôm ngày 12 tháng 11. Rostec năm ngoái tuyên bố nguyên mẫu tiêm kích Checkmark dự kiến cất cánh lần đầu vào năm 2023, nhưng mục tiêu này nhiều khả năng không thành công. Rostec cho hay đến nay quá trình chuẩn bị chế tạo những nguyên mẫu Checkmark đầu tiên vẫn đang diễn ra và tài liệu thiết kế đã được chuyển đến nhà máy. Giới chức Nga cho biết nhiều khách hàng tiềm năng đã đưa ra phản hồi sau màn ra mắt của tiêm kích Checkmark hồi năm 2021, giúp nhà sản xuất điều chỉnh chi phí và giải pháp công nghệ đi kèm với dự án. Điều này giúp tăng đáng kể khả năng cạnh tranh và sức hấp dẫn của máy bay, đồng thời hạn chế những vấn đề kỹ thuật trong quá trình phát triển, Rostec cho biết. Nguyên mẫu đầu tiên của tiêm kích tàng hình Checkmark được ra mắt trong khuôn khổ triển lãm hàng không MAKS năm 2021, tại thủ đô Moscow của Nga, trên cơ sở thiết bị và động cơ được cấu hình lại của tiêm kích tàng hình Su-57. Nhà sản xuất Sukhoi dự kiến chế tạo nhiều nguyên mẫu để thử nghiệm và hoàn thiện thiết kế trong giai đoạn năm 2024 và năm 2025. Những máy bay hoàn chỉnh có thể được xuất xưởng vào năm 2026 đến năm 2027. Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov lúc đó cho biết mẫu chiến đấu cơ này hướng tới những khách hàng tiềm năng như Ấn Độ và các nước châu Phi. Với nhu cầu ước tính ít nhất 300 chiếc trong những năm tới, mức giá của tiêm kích Checkmark khoảng 30 triệu đô la Mỹ. Nhưng dường như đây là chi phí cho riêng máy bay, chỉ tính tới vũ khí và những dịch vụ hậu mãi đi kèm. Tập đoàn Rostec cho biết Checkmark có khả năng thu hút nhiều khách hàng nhờ chi phí vận hành rẻ, cũng như hỗ trợ hậu mãi và bảo đảm chuỗi cung ứng trong điều kiện cơ sở hạ tầng thiếu thốn ở nhiều nước. Đây là điểm khác biệt với những dòng tiêm kích tàng hình hiện nay, vốn đòi hỏi quy trình bảo dưỡng và cơ sở hạ tầng kỹ thuật phức tạp. Và đến đây, chương trình của chúng tôi xin được phép tạm dừng. Quý vị hãy để lại bình luận ở bên dưới và đừng quên theo dõi những video của chúng tôi để nhận được nhiều thông tin thú vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!